Xin chào mọi người, và cái tình trạng mà khách hàng đã từng làm lông mày ở những nơi khác nhưng mà không được vừa ý đã phải đến với DK xóa sửa thì hiện tại thì DK đã gặp rất là nhiều. Nhưng hôm nay thì có một chị khách không ngại đường xá xa xôi đi một quãng đường rất là xa từ tận Huế để ra với DK chỉ để thực hiện là xóa sửa cặp lông mày, bởi vì chị đã làm ở một cơ sở trong Huế nhưng mà thực sự thì chưa ý. Thì hôm nay thì mình sẽ xin phép live stream với chị một chút để chúng ta có thể cùng lắng nghe là lý do tại sao chị lại đi một quãng đường xa như vậy đến với DK nhé. Và hơn nữa là chúng ta sẽ theo dõi cận cảnh cái quá trình mà chị thực hiện xóa mày tại DK thì sẽ như thế nào. Em là chị ạ. Chị ơi, thì hôm nay em có thể xin phép live stream để xin một chút cảm nhận của mình trong cái quá trình mình thực hiện laser tại DK được không ạ? Rồi, được ạ. Chị ơi, thì trước tiên thì chị có thể cho em biết tên của mình là gì để em tiện xưng hô cũng như là cho mọi người đang theo dõi live stream này được biết hơn được không ạ? Chị tên Hà. Chị Hà ạ? Ừ. Chị ở Huế. Chị ở Huế ạ? Ừ. Như vậy là mình đi từ Huế ra đây chỉ để thực hiện cặp lông mày này thôi ạ chị? Ừ, chị làm ở trong kia, ngay bán bài giới thiệu ở đấy làm, nhưng mà năm ngoái đắt lịch thì bị dịch đấy mà dạ. Không ra được. À. Thì sau làm trong kia. Dạ. Trong kia là cơ địa chỉ giá dâu á. Dạ. Cho nên là điều khác nó bị vỡ và dạ. nó bị xanh. Dạ, vâng. Trổ xanh. Dạ. Nghe bạn bè giới thiệu chị ra đây để xóa đấy. Dạ, vâng. À, thấy bài bàn là xóa thấy ok. Dạ, cho nên vâng. Là muốn ra đây xem thế nào. Dạ vâng. Tại vì là mình đã từng đặt, có nghĩa là mình đã tin tưởng DK và mình mong rồi. Muốn được làm mày tại DK rồi đúng không chị? Rồi. Nhưng mà chỉ vì là do dịch nên mình bị đúng rồi, chỉ có đắt lịch rồi. Nhưng dạ, mà vâng. Năm ngoái là bị chít đấy. Dạ, không vâng. Ra được. Vâng. Vâng. Như vậy thì như chị chia sẻ thì em xin phép là em zoom cận một chút về lông mày, tình trạng lông mày ban đầu của chị rồi, nhé. Rồi, ok em. Ống kính sẽ giúp mình zoom cận một chút nhé. Chị Giang ơi, chị có thể giúp em gạt qua lông mày của chị Hà một chút được không? Và như mọi người thấy đúng không? Như chị Hà thì cũng có chia sẻ là lông mày của chị Hà thì mặc dù chị Hà làm lông mày được bao lâu rồi chị nhỉ? Chị làm một năm rồi đấy. Hơn một năm. Ừ. Vâng, làm hơn một năm nhưng mà sợi thì bị vỡ mất rồi. Ừ. Và hiện tại thì em thấy dáng mày của mình là đang không được cân xứng cho lắm. Đúng rồi. Vâng, và mà bị trổ xanh. Dạ vâng ạ. Mới hơn một năm mà đã trổ xanh. Đấy. Cho nên là như vậy là chị không hài lòng một chút nào nên chị quyết định là đi ra đến đây để thực hiện xóa sửa đúng không chị? Chị xóa để sửa luôn ạ. Dạ vâng. Thì không biết là mình có tiện công việc gì không hay là mình ra đây chỉ để thực hiện lông mày thôi chị? Chị ra chị mỗi làm may thôi. À vậy ạ, có nghĩa là quyết tâm đi làm đẹp đúng không chị? Thì chị tin tưởng đi cây như vậy rồi thì chắc chắn là chị đang rất là mong chờ để có một cặp mày mới đúng không chị? Rồi. Vâng, thì bây giờ thì em sẽ rất mời chị trải nghiệm cái công nghệ của đi cây nhé. Rồi, thì cảm ơn em nhé. Dạ vâng ạ. Và mọi người cũng thấy đúng không ạ? Thì như chị em nếu mà đã chọn được một cái cơ sở làm đẹp thì chúng ta hãy cố gắng là chọn được một cơ sở uy tín ngay từ đầu để không mất công đi xóa sửa. Với như tình trường hợp của chị Hà thì chị đã không được hài lòng cho lắm, cho nên là chị đã phải đi từ tận Huế ra đến Hà Nội chỉ để xóa sửa cặp lông mày. Đấy ạ. Và như chị Hà thì cũng có chia sẻ ở bên trên là da của chị là da dầu, cho nên là khi mà chị làm mày mới được hơn một năm thôi nhưng mà gốc mực của chị thì sợi mày thì đã bị đứt và vỡ hết rồi. Còn với DK thì khi chúng ta thực hiện Hedgehog thì đây là cái công nghệ mà có thể phù hợp với tất cả loại da nhá, cho nên mọi người hoàn toàn yên tâm. Và hiện tại thì mọi người cũng thấy đúng không ạ? Rất là nhanh thì chị Hà đã được xử lý xong một bên rồi. Và siêu laser Bicomax 2022 tại DK sở hữu cũng là công nghệ laser hiện đại nhất hiện nay. Trong cái quá trình thực hiện xóa sửa thì sẽ không có cái vấn đề tổn thương lên cái vùng lông mày mà tia laser tác động đến, mà chỉ sẽ là phá vỡ đi cấu trúc của hạt mực và sẽ giúp hạt mực đẩy ra bên ngoài theo hệ bài tiết, sẽ không làm tổn thương. Và sau khi thực hiện laser thì chỉ tầm 15 đến 20 phút là chúng ta có thể kẻ vẽ và make up hoàn toàn bình thường, không cần phải kiêng khem gì cả. Chị Hà ơi, thì bây giờ mình sẽ cùng xem cái kết quả sau khi mình vừa thực hiện laser ngay xong một lần chị nhé. Chị không nghĩ là đau lắm, tại không đau gì cả luôn. À, không đau gì cả ừ. Chị? Tại vì nhiều okay. Chị em đều lo lắng là đi làm đẹp sẽ đau đúng không chị? Ừ, sợ đau đấy. Vâng ạ. Không bị chảy lông mày này. Dạ vâng ạ. Và như em thấy da của chị thì cũng khá là nhạy cảm đúng không chị? Da chị nhạy cảm. Vâng ạ. Đó, chị thấy thì mặc dù là mình vừa laser xong nhé, nhưng mà không hề có dấu hiệu tổn thương đúng không ạ? Không sưng nề vùng da và lông mày của mình thì có nguyên. Không đau luôn, đặc biệt là không đau luôn ạ. Vâng. Thì chị có hài lòng với kết quả này không chị nhỉ? Rồi. Chị gặp thấy khi đi là căng thẳng lắm. Dạ vâng ạ. Giờ thấy yên tâm hơn rồi. Dạ vâng, tại vì tâm lý của mình là đã bị làm hỏng một lần rồi và mình phải đi một quãng đường rất là xa như đúng. Thế. Vâng. Thì em tin rằng là DK sẽ mang lại một cái kết quả cho chị như chị mong muốn chị nhé. Chị hy vọng như vậy. Dạ vâng ạ. Em cảm ơn chị và cảm ơn chị rất nhiều vì chị đã tin tưởng DK với một quãng đường xa như vậy mà chị vẫn lựa chọn DK ạ. Rồi, chị tin tưởng tìm hiểu lâu rồi. À vâng ạ. Bạn bè cũng đã làm nhiều rồi. Dạ vâng ạ. Như vậy là bạn bè của chị cũng từ Huế ra đây làm chị? Chị cả nhiều bạn ra đây làm lắm rồi đó. Dạ vâng ạ. Tại vì được cái là khách nhà em thì luôn luôn là khi làm ạ, mọi người sẽ truyền tay và giới thiệu nhau bởi vì cái sự lựa chọn của khách hàng mà mọi người đã từng trải nghiệm rồi thì đấy mới là cái sự quảng cáo tốt nhất cho DK ạ.
bạn chị làm nhiều cũng rất ok, nhưng mà dạ do vâng. năm ngoái chị đắt lịch nhưng mà dịch không ra được đó, Dạ vâng ạ. phải làm trong kia giờ phải ra xóa. Dạ vâng ạ. Thì cũng rất là vui bởi vì đi cây lại mặc dù là có hơi chậm một chút nhưng mà đi cây vẫn có thể đồng hành với chị rồi, trên rồi, con đường làm đẹp này. Vâng. Và kết quả cuối cùng thì chắc chắn là chị sẽ không bị thất vọng nữa ạ. Rồi, chị cảm ơn anh. Dạ vâng, em cảm ơn chị với những chia sẻ ngày hôm nay rất là nhiều ạ. Rồi. Và em cũng mong là nhanh nhất mình có cái cặp mày như mình mong muốn chị nhé. Hy vọng vậy. Dạ vâng ạ, em cảm ơn chị rất rồi, là rồi, chào em. Vâng. Và mọi người đã theo dõi cận cảnh nhất cái quá trình mà chị Hà thực hiện laser tại DK rồi đúng không ạ? Chị Hà đã lựa chọn tin tưởng DK mặc dù là với một quãng đường khoảng cách rất là xa. Vậy thì nếu như mà mọi người cần được tư vấn hay thắc mắc gì thì đừng ngại inbox cho fanpage của DK để được tư vấn tốt nhất từ chuyên gia nhé. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng với mình trong livestream này. Xin chào và hẹn gặp lại.